Sau một thời gian lùm xùm dư luận với nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc đặt tượng rùa vàng ở Hồ Gươm, hôm qua Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chính thức có quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định mục đích đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm để thần Kim Quy trở thành biểu tượng của Hà Nội là không phù hợp vì biểu tượng của thủ đô Hà Nội là hình ảnh khuê văn các tại văn miếu Quốc tử giám. Điều này đã được quy định tại Điều 6 luật thủ đô năm 2012. Còn với nhu cầu được chiêm ngưỡng linh vật rùa vàng hiện nay, Đền Ngọc Sơn đang lưu giữ một tiêu bản rùa hồ gươm để phục vụ khách tham quan rất hiệu quả. Hơn nữa, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đang xử lý kỹ thuật một tiêu bản rùa hồ gươm khác. Sau khi xử lý xong, tiêu bản này sẽ được đưa về trưng bày tại bảo tàng để phục vụ du khách.